Học Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và quý vị ơi, Trinh rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi truyện trên kênh của Trinh. Hôm qua thì quý vị đã theo dõi những tình tiết hấp dẫn của tập 4 bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Minh Anh rồi đúng không ạ? Tối hôm nay tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện này trong tập 5 quý vị nha. Và những tình tiết hấp dẫn của bộ truyện sẽ chờ đón quý vị trong những tập tiếp theo, bởi vì bộ truyện này có tới 8 tập lận, cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì quý vị cùng đón nghe tập 5. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Minh Anh, truyện được phát trên kênh của Trinh, tập 5. Cái cảm giác này nó rất lạ, y hệt như cậu ấy sắp phải mất mát thêm một điều gì đó. Nhưng chờ cậu hai giật mình, không hiểu tại sao suy nghĩ vì Ngọc Hoa làm gì không biết. Cô mà được trả về nhà thì lại càng khỏe. Cậu hai chỉ thích được sống một mình mà thôi. Suy nghĩ lung tung một hồi thì cậu hai cũng đã đi vào giấc ngủ. Mỹ Hoa, em đưa anh đến đây đúng không? Anh nhớ em. Em cũng đang nhớ anh nên mới đưa anh đến đây, có phải vậy không em? Bao nhiêu năm nay anh mệt mỏi lắm khi không nhìn thấy được khuôn mặt và nụ cười của em. Anh đã trở thành một con người khác, làm cho ai ai cũng sợ anh hết. Nhưng anh biết, chỉ có em là người duy nhất hiểu anh thôi. Mỹ Hoa từ từ hiện ra trước mắt cậu hai. Mỹ Hoa cười rất tươi rồi nói, anh đã lấy vợ rồi sao? Hai hàng nước mắt cậu hai bỗng rơi ra. Người con gái cậu hai yêu bao nhiêu năm qua đang đứng trước mặt cậu hai. Mấy năm trôi qua rồi, nhưng chưa bao giờ cậu ấy nằm ngủ mơ thấy Mỹ Hoa. Đây là lần đầu tiên cậu hai nằm mơ thấy Mỹ Hoa. Mỹ Hoa, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em. Anh không muốn như vậy đâu. Trong mơ, cậu hai thấy cậu ấy đang đứng song song với Mỹ Hoa. Cô ấy lúc này cười rồi nói, vợ của anh là một cô gái rất tốt, giờ còn hiền lành ngoan ngoãn nữa. Sao anh không mở lòng ra để đón nhận cô gái đó? Anh phải biết trân trọng và giữ cô gái đó bên cạnh. Nếu không, anh sẽ hối hận đó. Rồi anh sẽ được hạnh phúc thôi mà. Em nói gì vậy Mỹ Hoa? Mỹ Hoa! Mỹ Hoa! Cậu hai giật mình tỉnh dậy, rồi luôn miệng kêu tên của Mỹ Hoa. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa ngủ, nên khi nghe cậu hai cứ nói lớn tên của một người khác thì cô tò mò mà ngồi dậy nhìn qua hướng giường của cậu hai. Cậu hai cũng ngồi bật dậy, nước mắt vẫn còn trên khóe mi. Cậu hai nhìn qua hướng của Ngọc Hoa rồi ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu hai thở gấp nhớ lại giấc mơ khi nãy, không thể nào tin được đó là sự thật. Người con gái cậu ấy nhớ nhung bao nhiêu năm qua mới vừa về báo mộng cho cậu ấy biết. Nhưng cậu ấy đau lòng lắm. Tại sao Mỹ Hoa lại nói ra những lời nói đó? Làm sao cậu hai có thể yêu người con gái khác? Cậu hai ngồi trong phòng tắm rất lâu, cũng chỉ để suy nghĩ đến những lời nói trong giấc mơ. Đến khi đã bình tĩnh lại thì cậu ấy mới ra bên ngoài. Cô vẫn ngồi yên trên giường từ nãy đến giờ. Thấy cậu hai vừa đi ra, cô vội vàng đứng dậy rồi rót cho cậu hai một ly nước. Cô bước đến rồi đưa ly nước đến trước mặt cậu hai. Cậu uống nước đi. Không cần, tôi muốn uống thì tự lấy được. Tôi không phải như Diệu Linh đâu mà sợ. Nhưng nếu cậu nói như vậy thì sau này tôi sẽ không bao giờ tự ý làm gì cho cậu nữa. Cô nói xong thì cầm ly nước để lên bàn gỗ rồi ngồi xuống ghế. Cũng lỡ rót nước rồi. Cậu ấy không uống thì cô sẽ uống. Đang định với tay cầm lấy ly nước thì cậu hai đã tiến nhanh đến rồi cầm ly nước trước cô, ngước lên nhìn cậu hai. Cậu đã uống cạn ly nước lọc. Thường ngày trong phòng của cô không có nước lọc như vậy. Cũng nhờ cô Út nói cậu hai hay cho người chăm một bình nước lọc lớn để trong phòng, khi nào khác thì tự đi rót uống chứ không nhờ ai hết. Sau khi uống hết ly nước, cậu đã đặt mạnh cái ly xuống,
rồi đi lên giường nằm lại. Không hiểu đây là cái cảm giác gì. Chẳng lẽ nào cậu ấy đã động lòng với cô, nên ngày hôm nay mới mơ thấy Mỹ Khoa vì chúc cậu ấy hạnh phúc. Như khi nãy, nghe cô nói sẽ không bao giờ làm cái gì cho cậu ấy nữa, thì ngay giây phút đó, cậu hai vô cùng bực tức, như không nói ra. Cậu hai nghe được tiếng bước chân của cô đang đi lại giường, không khí bắt đầu im ắng hẳn. Cậu hai chắc cô cũng đã mệt nên đi ngủ rồi. Dự định quay qua nhìn cô thì cậu ấy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu hai vội xoay người vào trong. Hành động đó rất nhanh nên khi cô ngồi dậy thì không thể nào thấy được. Cô không biết ai đang tìm cô, nhưng nghĩ chắc chắn không phải là cô Út, vì cô Út từ trước giờ toàn gọi tên cô hoặc tự ý mở cửa vào chứ không gõ cửa. Cô nhìn qua giường cậu hai, cô nghĩ cậu ấy đang ngủ nên vội đứng lên đi ra cửa mở xem là ai. Cánh cửa vừa được cô mở ra thì cô đã bị đẩy mạnh vào trong. Cũng may cô đứng trụ lại được, nếu không đã té nhào xuống đất. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy người đang đứng trước mắt là Diệu Linh, cau chặt hai mày khó chịu. Cô hỏi cô ta: "Nè, tại sao cô làm vậy?" "Im ngay đi, tôi đang muốn giúp chị đó." "Cô bị làm sao vậy?" "Cô vừa xô tôi xém té, bây giờ nó muốn giúp tôi. Có chuyện gì nói nhanh đi, không khéo làm phiền tới giấc ngủ của cậu hai." Cô ta nghe cô nhắc đến cậu hai thì liền liếc mắt nhìn qua cậu. Cô ta hỏi: "Chồng của tôi ngủ lâu chưa?" "Tôi không biết." Cô nói thật chứ không hề nói dối. Vì cô đâu quan tâm đến cậu ta, nên làm sao cô biết được cậu ta đã ngủ khi nào. Diệu Linh lúc này nhìn thẳng mặt của cô rồi cười khinh bỉ. Cô ta khoanh tay trước ngực rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến ghế gỗ ngồi xuống. "Tạm thời tôi gửi chồng tôi bên này vài hôm. Chị cũng biết đó, vợ chồng thì đôi khi cãi giả bất đồng quan điểm là chuyện bình thường. Với lại anh Phúc nhìn vậy thôi nhưng lại không thích phụ nữ, nên tôi mới làm cách đó. Mà chị cũng may được ăn nằm với chồng của tôi rồi. Sao, chị thấy cảm giác làm sao?" Cô cười nhạt rồi nói: "Tôi nói thật, tôi chẳng mong gì đến chuyện đó. Tôi cũng không muốn tranh giành gì cậu hai của cô hết. Còn cái chuyện hôm qua, cô muốn nghĩ như thế nào thì cô nghĩ, tôi không quan tâm." "Chị đừng có giả nai, chồng của tôi ngủ rồi, có gì thì nói tẹt ra đi. Trên đời này làm gì có đứa con gái nào gả đi rồi mà không ham muốn chuyện đó với chồng." Cô thấy rất nực cười với câu nói của cô ta. Giờ thì cô mới biết cô ta nham hiểm đến cỡ nào, nên cô Út không cho cô tiếp xúc với cô ta nhiều. Cô thở dài rồi nói: "Cha má của cô dạy cô như vậy sao? Lấy chồng là phải ham muốn như vậy à? Còn cha tôi thì lại khác. Cha tôi dạy tôi về đây phải biết bổn phận dâu con, biết chăm sóc cho gia đình chồng. Dù có đau khổ hay bị gì nữa cũng phải biết làm tròn bổn phận. Tôi không suy nghĩ được như cô." "Thôi, cô ngồi đây nói nữa thì cậu hay thức dậy rồi lại có chuyện không hay xảy ra. Tôi mời cô về phòng cho." Những lời cô nói ra rất đúng, nhưng lại rất nặng lời. Đây cũng là lần đầu cô đối đầu với Diệu Linh. Bà Liên thì cô có thể nhẫn nhịn, nhưng còn cô ta thì không. Cô Út nói rất đúng, càng nhẫn nhịn cô ta thì Ngọc Hoa sẽ nhận về càng nhiều thiệt thòi. Cho nên kể từ giờ, cô không bao giờ câm nín để người khác cứ làm tới rồi muốn trèo lên đầu của cô. Diệu Linh tức đến hai mắt nổi đom lửa. Nhìn trên bàn gỗ vẫn còn cái ly uống nước, cô ta rất muốn ném thẳng cái ly vào khuôn mặt đáng ghét của Ngọc Hoa, nhưng cô ta lại sợ cậu hai sẽ thức giấc. Cô ta hậm hực đứng dậy rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một viên thuốc đang đựng trong cái bị trắng. Cô ta ném mạnh về hướng của cô rồi nói: "Giỏi lắm, sao không nói ra những điều này sớm hơn để cho cả nhà biết bộ mặt giả nhân từ của chị. Nhưng hôm nay tôi không rảnh để nói về vấn đề đó. Ngay bây giờ chị cầm lấy viên thuốc này rồi uống đi. Tôi muốn tốt cho chị nên mua nó. Không uống thì coi chừng ôm cái bụng bầu, lúc đó thì khổ. Đừng nói tại sao bản thân bị như vậy." Cô cầm lấy viên thuốc lên rồi nhìn cô ta. Cô nói: "Tại sao tôi phải uống viên thuốc này?" Cô ta cười nhếch mép rồi nói: "Sao chị ngu vậy? Chị tự nghĩ đi. Cái nhà này ai ưa bản mặt của chị?
má căm ghét chị nhất đó. Còn chồng tôi nữa, có bao giờ anh ấy nhìn vào cái bản mặt thấp hèn của chị không? Rồi có thai một cái, ai lo công việc nhà, để ra ai chăm cho chị? Chị lại là vẫn xui xẻo nữa. Liệu má có cho chị mang thai hay là không? Tôi nói vậy thôi. Tôi nghĩ chị không ngu đến nỗi không hiểu được lời của tôi nói. Mau uống đi, tôi không có làm phiền chị nữa. Tôi về phòng đây. Nên nhớ, tôi đang muốn giúp chị đó. Cô ta đi ra khỏi phòng thì Ngọc Hoa mới thở dài nhẹ nhõm. Sao chuyện này làm cô cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng đến giây phút này cô mới suy nghĩ lại những lời nói mà Diệu Linh vừa nói ra. Nếu lỡ cô có thai thật thì không biết phải làm sao nữa. Ai sẽ là người chăm sóc cho con của cô những lúc cô làm công việc nhà? Cô không thể nào được chăm con. Nhưng chắc gì bà Liên sẽ chấp nhận chuyện cô có thai. Lỡ bà ta cho người trục cái thai của cô ra thì phải làm sao? Lúc đó ai sẽ là người ở bên cạnh để bảo vệ cho hai mẹ con cô? Rồi còn cậu hai nữa. Diệu Linh nói rất đúng. Cậu hai cũng rất căm ghét cô. Dù biết mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng chưa bao giờ cậu ấy muốn nghe cô giải thích. Cô mà mang thai con của cậu ta thì cậu ta càng căm ghét cô hơn mà thôi. Nhưng nếu có thai thì cậu ấy sẽ chịu chấp nhận đứa bé này hay là không? Cậu ấy sẽ nói là chuyện ngoài ý muốn. Cậu ấy không bao giờ muốn chuyện chăn gối xảy ra với cô. Tất cả vì Diệu Linh bỏ thuốc nên cậu ta mới làm ra cái chuyện đó. Không hiểu sao trong đầu của cô bây giờ rối tung lên. Cô rất muốn để tự nhiên chứ không muốn dùng đến thuốc tránh thai. Nhưng thời điểm hiện tại cô còn không bảo vệ được chính bản thân mình thì làm sao có thể lo được cho con của cô? Chợt cô thấy bản thân thật điên rồ. Làm sao có cái chuyện có thai được? Với lại cô cũng không dám uống viên thuốc này. Lỡ như đây không phải là thuốc ngừa thai mà là thuốc độc thì sao? Cô đâu thể nào phân biệt được viên thuốc này là viên thuốc gì chứ? Cô Út cũng đã căn dặn cô rất kỹ, không được lấy bất cứ thứ gì của Diệu Linh cho. Lỡ cô ta muốn hại cô thì phải làm sao? Bỏ thuốc cậu hai, cô ta còn dám, huống chi là cô. Cô cầm lấy ly rồi đứng dậy đem đi cất, sẵn tiện kiếm chỗ ném viên thuốc này đi. Nhưng vừa đứng dậy đi được vài ba bước thì cậu hai đã vội ngồi bật dậy, làm cô giật bắn cả người. Xém tí nữa cô đã làm rớt cái ly đang cầm trên tay. Vì giật mình nên theo phản xạ cô lùi bước về sau rồi đưa tay lên ngực. Ngay lúc đó cậu hai đã quát lớn: "Cô đang làm cái gì vậy? Con nhỏ đã chửi cô ngu là đúng. Cô rất ngu." Cô đang rất hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cô lại bị cậu hai chửi mà không biết lý do là gì. Cô ấp úng hỏi: Cậu chửi tôi sao? Chứ tôi đang nói chuyện với ai hả? Tôi đang nói chuyện với cô đó, chứ không phải nói chuyện với cái đầu gối của tôi. Cô định uống thuốc tránh thai đúng không? Viên thuốc đã đâu? Đưa cho tôi." Cô chưa kịp giải thích cho cậu ta hiểu thì cậu ta đã đi tới rồi kéo lấy cái tay của cô, vạch lòng bàn tay cô ra. Cậu hai giật lấy cái bị đựng viên thuốc rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm, bỏ viên thuốc đó xuống cống thoát nước. Cậu hai múc ra vài ca nước, tạt thẳng vào lối thoát nước, chờ viên thuốc chạy xuống phía dưới. Sau đó, cậu hai bước ra, khuôn mặt cậu ấy lúc này rất hậm hực. Cô mới cất tiếng: Tôi đâu có định uống đâu." "Nói láo, rõ ràng cô cầm cái ly, định đi về hướng bình nước. Vậy mà cô nói là không uống. Tôi không phải con nít lên ba đâu. Lỡ viên thuốc đó là thuốc độc thì phải làm sao? Cô chấp nhận uống luôn đúng không? Sao cô ngu dữ vậy?" Cô liên tục bị chửi ngu, trong khi cô đâu có ý định sẽ uống viên thuốc đó. Cô bực quá, hai mắt đỏ hoe. Cô vội đặt cái ly qua bên bàn trang điểm, rồi tiến đến chỗ ghế ngồi. Khi thấy cô im lặng không nói gì hết, thì cậu hai mới nhìn cô rồi nhíu mày nói: "Sao? Tôi nói không đúng à? Cô làm ra vẻ mặt gì vậy?" "Nè cậu hai Phúc, sao không bao giờ cậu chịu nghe người khác giải thích vậy? Đương nhiên là tôi biết tôi không nên uống viên thuốc đó. Tôi đâu cần cậu phải nói cho tôi biết đâu. Diệu Linh dám giở trò với cậu. Còn tôi đâu là gì? Cô ta đưa thuốc cho tôi chắc chắn có mục đích. Tôi có định uống viên thuốc đó đâu mà cậu chửi tôi ngu." "Tại sao lại cầm cái ly đi về hướng bình nước?" "Cái ly đó có phải khi nãy
cậu đã uống không? Cậu uống rồi thì tôi đem đi cất, chứ đem đi đâu? Cái tính của cậu là sạch sẽ, kỹ lưỡng nữa, nên tôi đã lấy hai cái ly. Ly lớn này là của cậu, của tôi là cái ly nhỏ. Cậu quá đáng lắm, chưa bao giờ cậu chịu nghe tôi nói hết. Cô vì quá ức nên đã khóc òa lên. Cô thấy cậu ta định nói cái gì đó, nhưng cô đã chen ngang vào nói tiếp. Lần trước cũng vậy, khi vừa bước chân vào cái nhà này, tôi có ý đồ gì đâu. Thân phận tôi nghèo hèn tôi biết chứ, nhưng tôi không biết cậu Khang là cậu ba nhà hội đồng Dương. Vậy mà cậu cứ nặng nặc nói tôi có mục đích, trong khi đó cậu là ai tôi cũng chẳng biết. Sau cái lần gặp cậu ở bờ sông, thật sự lúc đó tôi thề với trời là tôi không có biết cậu là ai hết. Không nhờ chị hàng xóm nói lại với cha tôi là cậu đi tìm cha của tôi thì tôi đã không biết rồi. Cậu chưa bao giờ đặt bản thân của cậu vào người khác để suy nghĩ hết. Tôi đã làm sai gì với cậu hả? Cô nói xong hết những lời đó thì mới ngước lên nhìn cậu hai. Cậu hai đang đứng như trời trồng, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Ngay lúc này cô nuốt nước bọt vào trong, rồi bỗng thấy sợ hãi vì không biết ai đã nhập cô để cô nói ra những lời nói đó. Cô đã tự rước họa vào thân rồi. Cô né tránh ánh mắt của cậu hai. Cô từ từ đứng dậy rồi bước nhanh lại giường nằm xuống. Vì quá sợ nên cô đã kéo lấy cái mền rồi trùm hết cả người cô lại. Tay chân cô vẫn run cành cạch. Cô cảm thấy lo sợ vô cùng. Lúc này cậu hai mới cất bước đi, nhưng cậu ấy đi ra khỏi phòng chứ không phải đến giường nằm nữa. Ra phía bên hông nhà, cậu hai ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ để ngắm cây cảnh. Trái tim của cậu đến tận bây giờ vẫn còn đau nhói lên từng cơn. Cậu hai chưa bao giờ để ai đó lý lẽ với cậu như vậy. Cô lại là người đầu tiên làm điều đó, nhưng những lời của cô nói hoàn toàn đúng. Quả thật cậu hai đã hiểu lầm cô rất nhiều chuyện. Cũng vì hiểu lầm cha của cô và cô nên đã căm ghét cô từ cái lần gặp cô trong ngôi nhà này. Cậu hai cảm thấy bản thân thật tệ khi chưa từng nghe cô giải thích dù chỉ một lời. Cậu hai biết chắc cô đã tức giận lắm nên mới nói hết ra nỗi lòng như vậy. Thật sự giờ phút này cậu hai không biết phải ăn nói làm sao với cô. Tự nhiên trong lòng của cậu lại sợ cô giận cậu ấy. Nhớ lại ngày hôm qua, chính lòng bàn tay này đã tát cô một cái rất mạnh. Kể từ cái tát đó, cậu hai như bị cô làm cho rối loạn tâm trí. Đầu óc của cậu hai cứ suy nghĩ về cô. Chẳng lẽ cậu ấy đã động lòng rồi sao? Nhưng cô chỉ mới xuất hiện gần 10 ngày thôi. Làm sao có cái chuyện cậu hai động lòng với cô chứ? Cậu ấy đang rất cố gắng để không còn suy nghĩ đến cô nữa, nhưng mãi vẫn không được. Khuôn mặt của cô lúc lạnh lùng, rồi đến lúc cô khóc, lúc cô sợ hãi khi thấy cậu, từng cử chỉ và hành động của cô đang hiện dần trong đầu cậu hai. Nhưng chợt cậu hai nhớ, cô chưa bao giờ nhìn cậu hai rồi cười cho cậu thấy. Thở ra một hơi mệt mỏi, cậu hai ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Cảm giác này thật lạ. Nó làm cậu hai cảm thấy lo lắng, rồi đến mệt mỏi. Bây giờ lại còn sợ đến cảm giác mất mát nữa. Nhưng không có cái gì là trùng hợp đến thế. Hôm nay cậu hai đã mơ thấy Mỹ Hoa. Chắc chắn cô ấy đã biết cậu hai động lòng với cô nên mới về báo mộng như vậy. Nhưng khi nhớ lại giấc mơ thì cậu hai luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà Mỹ Hoa đã nói. Cậu hai chắc chắn rằng Mỹ Hoa đang nói đến cô chứ không phải Diệu Linh. Khóe môi cậu hai bỗng cong lên. Vợ cậu ấy mới để ý, cô tên là Ngọc Hoa, còn người yêu cũ của cậu tên là Mỹ Hoa. Hai cái tên giống nhau. Lẽ nào ông trời đã sắp đặt mọi chuyện và để cho cô đến bên cậu hai, cho cô thay vị trí của Mỹ Hoa, sống cùng cậu suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu bây giờ cậu hai nói cậu ấy đã động lòng với cô thì không được. Vì trong tim cậu ấy bây giờ vẫn còn Mỹ Hoa, người con gái đó không bao giờ cậu quên được. Và cậu ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ quên đi Mỹ Hoa. Nhưng cuộc sống này đâu thể cứ sống mà luôn nhớ về những ký ức cũ. Mỹ Hoa bây giờ đã là ký ức, và sẽ là một ký ức tuyệt đẹp nếu như ông Dương mà biết được suốt mấy năm qua
cậu hai không chịu lấy vợ là vì lý do đó, chắc chắn ông ấy sẽ rất đau lòng. Cậu hai phải nói là rất thương ông Dương và bà Liên, nhưng cậu ấy lại rất thích cách dạy dỗ con cái của ông Dương. Cậu hai luôn muốn bản thân sau này lớn sẽ thành tài y hệt như ông Dương vậy. Nhưng cũng đã có lúc cậu ấy nghĩ cậu ấy rất muốn có một người vợ ngoan hiền, lại đảm đang, chứ không giống như tính tình của bà Liên. Cậu hai cười, nhớ lại hết mọi chuyện mà bản thân đã mong muốn. Giờ đây cậu đã có một cô vợ rất đảm đang và ngoan hiền là Ngọc Hoa rồi. Điều đó không phải trước đây cậu ấy đã từng mong muốn sao? Thôi, cũng đã đến lúc cất đi hết mọi ký ức đau buồn. Có lẽ Mỹ Hoa ở trên trời cao cũng mong muốn cậu được hạnh phúc. Giấc mơ của ngày hôm nay cũng đã nói lên tất cả rồi. Cậu hai biết, suốt khoảng thời gian vừa qua, cô đã phải chịu ấm ức nhiều rồi. Cũng đã đến lúc cậu hai nên bảo vệ và bù đắp lại cho cô. Ngay lúc này, cô Út bỗng đi đến rồi đặt trước mặt cậu hai một ly nước cam ép. Khi nãy, cô Út thấy trong người cứ buồn buồn làm sao. Đi lại ngồi xuống ghế gỗ đối diện cậu hai. Cô Út cười rồi nói. Em thấy anh hai có vẻ đang rất mệt mỏi đúng không? Nên em đi pha nước cam cho anh hai nè. Ngày mai đi về trên đó sớm đó. Rồi cô chuẩn bị hành lý xong hết chưa? Anh hai yên tâm đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng bây giờ em đang rất lo đây. Không biết em lên đó rồi chị qua ở nhà sẽ như thế nào. Em sợ lắm. Anh hai nè, em có thể gửi chị qua cho anh chăm sóc được không? Lo học hành đi, chuyện ở nhà để anh lo. Cô Út thở dài rồi nói. Em hỏi thật nha, anh có muốn Diệu Linh ở trong căn nhà này không? Cô Út hỏi một câu thật là dư thừa. Cho dù có cho cậu hai cả thùng vàng, cậu hai cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta dù chỉ là cái liếc mắt. Sống cùng nhà với một con rắn độc, cậu hai vô cùng khó chịu. Nhưng cậu hai lại không thể cãi lại lời nói của bà Liên. Nghĩ đến, cậu hai lại càng thêm tức. Cái cảnh tượng ngày hôm qua là hiện trong đầu của cậu hai. Cũng tại bị cô ta bỏ thuốc nên cậu hai mới làm chuyện đó với Ngọc Hoa. Còn tá Ngọc Hoa đến nơi hoảng sợ mà ngất xỉu nữa chứ. Nghĩ đến, cậu hai chỉ muốn đi tìm cô ta rồi bóp cổ cô ta chết đi cho rồi. Cậu hai lúc này mới nói. Má cứ bên giật con nhỏ đã chầm chập. Làm sao tống cổ cô ta ra được? Mới vừa nãy cô ta đem thuốc gì đó qua cho Ngọc Hoa uống kìa. Cô Út sợ hãi hỏi gấp. Anh hai nói cái gì? Diệu Linh đem thuốc gì qua cho Ngọc Hoa uống. Rồi chị Hoa có sao không? Không được, em phải vào phòng xem thử. Cô Út ngay lập tức đứng lên, nhưng cậu hai đã kéo tay cô Út lại rồi đá mắt ý bảo cô Út hãy ngồi xuống lại ghế. Cậu hai lúc này cứ chần chừ không biết phải nói ra làm sao cho cô Út hiểu. Cô Út vì quá lo lắng với một phần thấy cậu hai không chịu nói ra nên cô Út hỏi tiếp. Anh hai, có chuyện gì rồi phải không? Anh mau nói cho em biết đi. Không có gì đâu. Nhưng Ngọc Hoa không có uống, em đừng có lo. Nhưng anh vừa hiểu lầm, tưởng cô ta... Anh đã lỡ lời quát tháo. Do quá ấm ức nên cô ta khóc bù lu bù loa. Rồi anh hai cảm thấy bản thân có lỗi nên mới đi ra ngoài này ngồi đúng không? Ừ, em khoan hãy vào đó. Cô ta không muốn cho em thấy lúc cô ta khóc đâu. Cô Út nhìn thẳng vào mắt của cậu hai, sau đó mỉm cười. Quả thật, cô Út đã đoán không sai. Cậu hai dần dần đã có tình cảm với Ngọc Hoa rồi. Nhưng đó là điều dĩ nhiên thôi, vì Ngọc Hoa xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng làm sao có thể sống hạnh phúc được khi cậu hai còn có thêm một người vợ nhỏ nữa. Cô Út biết Ngọc Hoa sẽ không bao giờ tranh giành cậu hai, và cũng biết cậu hai sẽ bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu để chinh phục được trái tim bị tổn thương của Ngọc Hoa. Nhưng cô Út vẫn luôn mong cầu cái ngày nhìn thấy Ngọc Hoa và cậu hai được hạnh phúc bên nhau. Cô Út cũng nôn nóng, nếu có thêm đứa cháu nữa thì càng tốt. Nghĩ vậy thôi mà trên môi của cô đã cười tủm tỉm. Cậu hai thấy cô Út có thái độ rất lạ nên liền hỏi. Nè Thúy Hằng, em bị sao vậy? Anh hai đang nói chuyện với em rất nghiêm túc đó. Anh hai không được chối nè. Anh hai đã có tình cảm với chị Hoa rồi đúng không? Ờ,
Làm gì có chuyện đó. Thôi, đi ngủ trưa đi. Con nghỉ ngơi, ngày mai đi về trên huyện kìa. Nhưng mà anh hai nè, cho em mượn chìa khóa tới hôm nay nghe. Anh về phòng của anh một bữa đi được không? Chứ em đi về trên huyện rồi, sẽ rất nhớ chị Hoa á. Cậu hai vội đứng dậy rồi nói. Không có cái chuyện anh về phòng đâu. Căn phòng đó không phải của anh nữa rồi. Nói nhiều quá, hai chị em định ngủ chung hay nói chuyện đến sáng hả? Thôi, mạnh ai về phòng đó đi. Cậu hai nói, rồi thì với tay cầm ly nước cam đi về phòng. Ngồi nói chuyện với cô Út một hồi nữa là có bao nhiêu chuyện cậu hai sẽ nói hết cho cô Út biết. Vì cái tính luôn giấu tất cả mọi chuyện buồn trong lòng, nên ai nhìn cũng tưởng cậu hai là một người rất lạnh lùng. Nhưng tính nết của cậu hai cũng y hệt như cậu Khang vậy, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Như cậu hai rất thẳng tính, với lại đã không thích ai rồi thì ghét ra mặt luôn, chứ không hề giấu giếm. Cậu hai đi vào trong phòng, nhưng cậu dừng bước lại. Vì đến giờ Ngọc Hoa vẫn còn khóc. Vừa mở cửa đi vào là cậu hai đã thấy cô ngồi co ro trên giường. Còn khi cô thấy cậu vào thì giật mình vội nằm xuống giường, rồi lấy mền trùm kín người lại. Ở bên trong, cô đã đưa tay lên lau nước mắt thật sạch. Thật sự nói ra được hết tất cả mọi chuyện trong lòng nên đã làm cô thấy dễ chịu đi phần nào. Nhưng không hiểu sao cô lại ngồi đó rồi khóc từ nãy đến giờ. Cậu hai tiến đến giường của cô, rồi ngồi kế bên cô. Cậu hai nói, ngồi dậy, nói chuyện đi. Câu nói của cậu lạnh đến thấu xương. Cô nghĩ chắc cái lẽ quả sắp xảy ra với cô rồi. Nhưng giờ cô đâu còn đường nào để lui đâu. Cô đành từ từ ngồi dậy, rồi kéo cái mền ra một bên. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu hai. Cô có chút run sợ, nhưng vẫn cố gắng nói. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu hai. Khi nãy tôi lỡ miệng nói ra những lời đó, tôi không kiềm chế được cảm xúc, mong cậu hai rộng lòng tha lỗi. Ngọc Hoa đâu còn cách nào khác, thằng ngoan ngoãn năn nỉ cậu hai, chứ còn cãi lại như lúc nãy, chắc cậu hai giết cô chết mất. Ngay lúc đó, cô chỉ mong cậu hai rộng lòng thương, bỏ qua cho cô. Cô không dám ngước mặt lên nhìn cậu hai, nhưng cúi gằm mặt thế này thì cô càng sợ hơn nữa. Thấy cậu hai cứ im lặng không trả lời, nên cô từ từ ngước mặt lên để xem thái độ của cậu hai. Ngay lúc đó, cậu hai Phúc đã đưa ly nước cam về hướng của cô rồi nói, uống đi. Cô rất bất ngờ, nhưng cũng có chút hoang mang, lo sợ. Không hiểu tại sao cậu hai lại đưa ly nước cam này cho cô. Nước cam ép lại là thứ nước mà cậu hai thích nhất nữa, nên cô không dám đưa tay ra cầm lấy. Thấy cô không dám cầm, nên cậu hai đã chủ động kéo tay của cô ra, rồi đặt ly nước cam vào tay cô. Cậu hai nói tiếp, Thúy Hằng pha đó, uống đi. Cô Út pha cho cậu mà, sao cậu hai không uống mà lại đưa cho tôi? Sao nói nhiều quá vậy, uống nhanh đi rồi ngủ trưa. Ngày mốt hay ngày kia gì đó, tôi sắp xếp đưa cô về thăm ông Dần. Thật á cậu hai? Cô nghe câu nói của cậu hai rất rõ, nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật, nên đã vội hỏi lại cậu hai. Còn cậu ấy lại không ngờ được rằng cô đang nhìn cậu hai hỏi lại, nhưng trên khóe môi có tạo ra một đường cong nhẹ. Không tin được ngày hôm nay cậu hai đã nhìn thấy nụ cười trên môi của cô. Tuy chỉ là cong lên nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao trong trái tim của cậu ấy như đang được sưởi ấm. Cái cảm giác này làm cho cậu ấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Cậu bỗng ước có một ngày được nhìn thấy nụ cười thật tươi của Ngọc Hoa. Nhưng rồi cậu hai đã vội đứng dậy vì không dám nhìn vào khuôn mặt của cô nữa. Cậu ấy nghĩ không biết lựa chọn đi qua bên căn phòng này là đúng hay sai. Tại sao cậu hai lại động lòng với cô sớm đến như vậy? Cậu hai nghĩ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cậu ấy không muốn xem cô là người thay thế vị trí của Mỹ Hoa. Cậu ấy nhận ra được cô là một cô gái rất tốt, nên không thể nào để cuộc đời của cô phải khổ sở vì luôn bị xem là người thay thế. Còn cô lúc này không thấy cậu hai trả lời lại, cô có chút hụt hẫng, rồi nghĩ rằng cậu ấy đang trêu ngươi cô mà thôi. Cô đâu là dì của cậu ấy, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu sẽ dành thời gian cả ngày ra để đưa cô về thăm cha. Tự nhiên cô thấy buồn vô cùng. Nhưng ngay lúc đó cậu hai đã nói, ông Dần thích nhất thứ gì?
Để tôi biết, tôi đi mua cho ông ấy. Hả? Là cậu sẽ đưa tôi về thăm cha của tôi thật sao? Cậu hai cau chặt mày lại rồi nói. Tôi đã nói, tôi không thích nói nhiều rồi mà. Chẳng lẽ cô không tin lời của tôi sao? Tôi xin lỗi cậu. Tại tôi nhớ cha tôi quá nên mới hỏi kỹ lại thôi. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Tôi không dám nói gì nữa đâu. Cha của tôi cũng không thích quà gì đâu. Cậu đừng có mua gì hết, lãng phí lắm. Tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Tôi không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa. Cậu hãy ngủ trưa đi. Tôi uống hết ly nước cam này rồi đi ngủ ngay đây. Đưa ly nước cam lên miệng, cô uống cạn hết cả ly. Hôm nay nước cam thật mát và thật là ngon. Sau đó cô cười tủm tỉm, háo hức vì chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ được đi thăm cha của cô. Cô nhớ cha của cô đến mức không thể nào kiềm chế lại được. Cô nghĩ chắc cha cũng ngày đêm thương nhớ cô. Sống bên cạnh cha suốt 20 năm qua, từ ngày mẹ mất thì cha vẫn còn có cô hữu hỉ. Vợ cô đi lấy chồng rồi, cha ở nhà một mình. Cô cứ sợ cha ở nhà không ai chăm sóc, cơm nước thì ăn cho qua bữa. Chỉ cần suy nghĩ đến cha, ruột gan của cô nóng như lửa đốt. Cậu hai từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Nhìn thấy cô cười, cậu ấy vui. Nhưng khi nhìn thấy cô đang lo lắng chuyện gì đó thì cậu ấy lại có cảm giác thương xót. Nhưng ngay lúc này cô đã quay người vào phía trong, nên cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi không còn được nhìn khuôn mặt của cô. Cậu hai đành nằm xuống giường rồi lấy cái gối bên cạnh mà ôm chặt lại. Những gì xảy ra của ngày hôm nay nó cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Đến tận 2 giờ xế thì cậu mới có thể đi vào giấc ngủ sâu. Chiều của ngày hôm đó cũng như mọi ngày, nhưng buổi tối thì cô đã ở bên phòng của cô Út đến tận khuya. Cô Út vẫn cứ như vậy, luôn lo lắng và quan tâm cô. Cô cũng đã khoe cho cô Út biết rằng vài ngày nữa cô sẽ được cậu hai đưa về thăm cha. Cô Út biết chuyện thì luôn miệng cười, rồi nói cho cô biết cậu hai đã động lòng với cô rồi. Nhưng khi nghe cô Út nói như vậy thì cô bỗng suy nghĩ, làm gì có cái chuyện đã xảy ra. Nhưng cô không nói ra cho cô Út biết mà chỉ im lặng. Đến khi đã về phòng của cô rồi, cô mới thấy cậu hai vẫn còn ngồi trên bàn làm việc để xem sổ sách. Khi thấy cô bước vào phòng, cậu hai liền nhìn cô. Ngay lập tức cô đã né tránh ánh mắt. Tự nhiên đến giờ phút này cô mới cảm nhận được cô không thấy thoải mái chút nào khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc có lẽ tính nết của cậu ấy rất kỹ lưỡng nên cậu ấy luôn quan sát tất cả các hành động của cô. Vì vậy cô tự nói với bản thân, sau này có làm gì thì cũng phải biết để ý để tướng, nếu không sẽ bị cậu ấy trách mắng. Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm để xuống nhà bếp phụ dì Diệu và con muội nấu bữa sáng. Một điều lạ thay là hôm nay lúc con Bích thấy cô thì nó liền cúi đầu chào cô. Cô thật sự rất bất ngờ với hành động của nó. Nhưng cô dội làm công việc phụ dì Diệu, chứ cứ đứng nghĩ ngợi lung tung như vậy thì không biết đến khi nào mới xong việc được. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì cô và con muội dọn lên nhà trên. Bà Liên hôm nay cũng thức dậy rất sớm. Vừa nhìn thấy cô, bà ta đã nói, ủa, hôm nay biết dậy sớm lo bữa sáng rồi sao? Tưởng còn nằm liệt trong phòng chưa đi được chứ. Làm hôm nay tôi định dậy sớm bảo người làm nấu đồ ăn rồi đem tận phòng cho cô. Mới sáng ra là cô đã bị bà ta kiếm chuyện. Cô không biết phải trả lời bà ta như thế nào. Thà cô nhịn nhục chịu im, chứ nói lại tiếng nào thì bà ấy sẽ nhảy đông đỏng lên cho mà xem. Lúc này cậu hai cũng đi ra rồi ngồi vào bàn. Cậu hai biết cô chưa bê hết đồ ăn lên, nhưng cậu ấy đã vội kéo tay cô lại rồi nói, ngồi xuống đi, phụ nhiêu đó được rồi. Bà Liên thấy hành động của cậu hai đối với cô rất lạ. Bà ta nghĩ chẳng lẽ mới có vài ngày mà cậu hai đã yêu Ngọc qua rồi sao? Bà ta không thể để chuyện này xảy ra. Càng ngày bà ta càng ghét cô hơn. Bà ta muốn tống cổ cô ra khỏi cái nhà này. Với lại ý định ban đầu của bà ta muốn cưới cô về thì cậu hai sẽ không ngó ngàng gì đến cô mà xem cô y hệt như cái bình phong. Sau vài năm nếu tình hình đó diễn ra thuận lợi thì bà ta cũng sẽ có cái cớ
để đem trả cô về cho cha của cô, rồi bà ta sẽ cho Diệu Linh là người vợ duy nhất của cậu hai. Chưa thấy cây cảnh cậu hai có tận hai người vợ, bà ta rất ngứa mắt. Cậu hai không quan tâm đến bà Liên, nhưng những lời khó nghe vừa rồi của bà ta nói với cô đều lọt hết vào tai cậu. Cậu ấy không biết đến khi nào bà Liên mới chịu thay đổi cách suy nghĩ và biết yêu thương cô hơn. Nhìn thấy cô cứ nhịn nhục như thế, cậu hai rất xót. Nhưng cậu hai cũng biết vì bà Liên là mẹ của cậu hai, chứ không phải như Diệu Linh, nên cô không thể nào nói chuyện tay đôi với bà ta được. Trong mắt của bà ta, cô không có cái gì tốt đẹp hết. Vợ cô mà chống lại thì bà ta sẽ nói cha của cô không biết dạy cô. Cậu hai liếc mắt qua nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô đang rất buồn. Không hiểu sao ngay lúc đó cậu hai chỉ muốn làm cho cô vui mà thôi. Và cậu ấy quyết định không bàn tính nữa. Chuyện ngoài xưởng gạo hôm nay, cậu hai sẽ sắp xếp lo liệu xong hết mọi thứ, để ngày mai được nghỉ một ngày, đưa cô đi thăm cha của cô. Sau khi đợi mọi người có mặt đông đủ, cậu hai không ăn bữa sáng mà nhìn ông Dương rồi nói: "Cha, ngày mai con nghỉ ở xưởng gạo một bữa nha cha." Ông Dương đang tranh thủ ăn bữa sáng thật nhanh để còn đưa cô Út lên huyện. Với một phần, ông cũng đang rất nhớ cậu Khang, nên chỉ muốn gấp rút để được lên trên đó thăm cậu ba. Nhưng sau khi nghe cậu hai nói như vậy, thì ông ấy vừa ăn bữa sáng vừa hỏi cậu hai: "Có chuyện gì hả Hai Phúc? Sao ngày mai lại nghỉ? Trước đến nay có bao giờ con xin nghỉ ở nhà ngày nào đâu." "Tại ngày mai con muốn đưa Ngọc qua về thăm cha cô ấy." Bà Liên đang ăn bữa sáng rất ngon lành thì bị câu nói của cậu hai làm rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay. Bà ta ngồi thẳng người lên rồi nhìn đăm đăm vào hướng của cậu ấy. Cô Út nghe cậu hai nói như vậy thì cười tủm tỉm, gắp từ bát của cô Út một miếng thịt, sau đó để vào bát của Ngọc qua. Cô Út đá đá mắt rồi nói: "Ôi, chị dâu của em là sướng nhất rồi đó nghen." Diệu Linh từ khi về cái nhà này, cô ta không biết đã bị tuột mất bao nhiêu cân. Mỗi lần đến giờ ăn là cậu hai lại chọc tức cô ta. Cô ta liếc nhìn Ngọc qua, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Cô ta luôn so sánh cô là cái thá gì mà lại được cậu hai chở về nhà thăm cha như vậy, trong khi nhà của cô cũng gần đây thôi. Còn nhà của Ngọc Hoa ở cuối làng, đi đến đó rất xa. Cô ta bỗng có linh cảm. Có lẽ nào cậu hai đã có tình cảm với Ngọc Hoa rồi sao? Hết dọn qua bên phòng ở cùng, giờ lại được cậu hai đưa về thăm nhà. Rồi vài hôm nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Có khi nào cậu ấy yêu thương Ngọc Hoa luôn, thì lúc đó cô ta sẽ ra làm sao? Đến tận thời điểm này, một cái liếc mắt cậu ấy dành cho cô ta cũng không hề có. Nếu chuyện cậu hai và Ngọc Hoa phát sinh tình cảm, thì người là cái bình phong chính là cô, chứ không phải là Ngọc Hoa. Cô ta vội lay lay cánh tay của bà Liên, rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta. Cô ta lắc đầu, ý bảo không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bà Liên lúc này mới đưa tay của bà ta ra, rồi nắm chặt lấy tay của cô ta. Bà Liên làm như vậy để cô ta yên tâm, mọi chuyện đã có bà ta lo liệu. Ngọc Hoa từ từ ngước lên nhìn bà Liên, rồi đến ông Dương. Ông ấy liền nhìn cô gật gù, cười tươi. Khuôn mặt ông ấy hiện rõ ra vẻ vui mừng vì cuối cùng cậu hai cũng đã thấu hiểu và biết quan tâm đến Ngọc Hoa. Ông ấy nói với cậu hai: "Tưởng gì, chưa còn biết nghĩ như vậy á thì cha rất vui đó Hai Phúc. Con cứ đưa vợ của con về thăm nhà đi, chắc con bé cũng nhớ anh xui dữ lắm rồi. Mà cha dặn nè, con và Ngọc Hoa đã là vợ chồng của nhau rồi. Ngọc Hoa gọi cha bằng cha, má của con bằng má, thì con cũng phải biết thay đổi cách xưng hô với anh xui đi ngang. Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy, cha rất vui." Cậu hai lúc này mới suy nghĩ. Từ bao giờ vẫn chưa từng gọi cha của cô một tiếng cha. Với lại cách đây vài bữa, cậu hai cũng đã sắp xếp đến gặp cha của cô rồi. Cậu ấy cũng đã quên mất bản thân phải thay đổi cách xưng hô. Cậu hai nói: "Con biết rồi, cha cứ yên tâm." Vậy thì ngày mai tranh thủ đi sớm đó." Bà Liên không còn kiên nhẫn để im lặng nữa, bà ta liền nói vào: "Không có được, đã về đây làm dâu rồi á thì chỉ biết đến cái nhà này thôi. Ở đâu ra mới hai ba bữa mà đã đòi về thăm nhà. Hai Phúc, mà không có đồng ý đâu. Còn xương gạo nữa,
con nghỉ, rồi ai ngoài đó để lo cho tụi người làm. Lỡ tụi nó không thấy con á, rồi ăn cắp lúa của nhà mình rồi sao? Còn nữa, dù gì á, con Diệu Linh cũng là vợ của con phải hiểu chuyện một chút đi chứ. Nhà con bé sát bên, sao con không đưa Diệu Linh về thăm nhà? Mà nói rồi, không được là không được, mà cấm con đưa con Ngọc Hoa đi đó. Những lời của bà Liên nói ra làm Ngọc Hoa buồn. Cô nghe người ta nói gả về nhà chồng thì 3 ngày sau đã được về thăm nhà cha mẹ đẻ. Cô cũng về đây làm dâu gần 10 ngày rồi, còn cái gì? Nhưng làm sao cô dám cãi lại lời nói của bà ta? Chưa kịp vui mừng thì cô đã bắt đầu hụt hẫng. Cô đành nhìn qua hướng của cậu hai, rồi định nói hay để khi khác rồi cậu hai đưa cô đi cũng được. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì cô đã nghe ông Dương nói: Hai Phúc, con cứ yên tâm đưa Ngọc Hoa đi. Chiều nay cha tranh thủ về sớm nghỉ ngơi, rồi ngày mai sẽ ra xưởng gạo trông coi giúp con một bữa. Ông Dương, ông xem lời nói của tôi là cái gì vậy? Ông quá đáng lắm rồi đó. Tại sao lại không biết nghĩ cho Diệu Linh chút nào vậy? Vậy ngày mai bà đưa Diệu Linh về bên đó đi, vừa lòng bà chưa? Hai mẹ con bà muốn đi đâu thì đi, đi khỏi về cái nhà này cũng được. Ông nói cái gì vậy? Ông Dương, ông vì một đứa bần hèn mà nói chuyện với tôi như vậy sao? Ông Dương đứng bật dậy rồi nói: Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày nghe bà cứ bên giật chầm chầm con Diệu Linh. Dù nó có làm chuyện tày trời đến đâu á, bà vẫn bên nó. Bà bị điên rồi. Dâu hiền dâu thảo, bà không biết yêu thương. Để tôi chóng mắt lên xem cái ngày bà bị quả báo vì sống qua nhẫn tâm và tàn ác. Ông Dương không muốn nói nhiều nữa nên đã bảo cô Út đi vào phòng lấy hành lý rồi lên xe ông đưa lên huyện. Ông ấy càng ở lại thì chỉ càng thêm tức nên đã bỏ một mạch ra xe. Nhớ lại ngày xưa lúc mới quen bà Liên, bà ấy dịu dàng thùy mị chứ không như bây giờ. Cái tính nết của bà ta bây giờ khiến ông Dương phát chán. Ông ấy sai khi để bà Liên được sống trong dung lụa. Vì quá sung sướng nên bà ta mới thay đổi như vậy. Cô Út lúc này cũng đã lấy hành lý ra xe. Cô Út lưu luyến nhìn vào bên trong. Nhưng bà Liên lúc này đang khóc lóc ỉ ôi, nên Ngọc Hoa không thể nào đứng dậy mà ra tiễn cô Út được. Cô vẫn luôn nhìn cô Út. Cô gật nhẹ đầu, cô Út cũng gật đầu với cô, rồi gượng cười thật tươi. Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi ra khỏi cổng, cô thấy như bản thân đang bị mất mát cái gì đó. Những ngày qua, cô đã quen khi luôn có cô Út bên cạnh. Giờ cô Út đi rồi, cô thấy rất trống trải. Dù cô phải cố gắng suy nghĩ tích cực, cô Út còn công việc học hành ở trên huyện nữa. Cũng vì lo cho cô mà cô Út đã nghỉ suốt mấy ngày hôm nay. Cô Út không thể bỏ lỡ việc học được. Với lại cô cũng mong cô Út nhanh lên trên huyện rồi thay cô làm bạn với cậu Khang. Chắc mấy ngày qua cậu buồn lắm. Nhưng cô và cậu ấy bây giờ đã là hai ranh giới khác nhau. Cô là chị dâu, còn cậu Khang là em chồng. Giờ nhớ lại những ngày ở bờ sông, cô hay lén ra gặp cậu Khang. Chuyện buồn vui gì cũng tâm sự với cậu ta hết. Nhưng giờ đây, nghịch cảnh trớ trêu. Làm sao cô có thể cười nói với cậu Khang như những ngày trước được nữa? Và cũng chưa chắc gì cậu ấy sẽ gặp mặt cô. Cô quả thật đáng trách, luôn mang đến sự phiền phức cho người khác mà thôi. Diệu Linh luôn miệng an ủi bà Liên. Bà ta đang khóc tức tưởi như có ai đang làm gì bà ta. Nhưng nhìn qua cậu hai lúc này, cậu không hề quan tâm mà vẫn cứ để cho bà Liên khóc. Diệu Linh lúc này mới nhìn qua hướng của cậu hai rồi nói: Anh Phúc, anh không thấy má đang khóc hả? Cũng tại anh hết đó. Nhà đang yên ổn, tự nhiên anh đòi đưa chị qua về nhà của chị ấy làm gì không biết. Em đây nè, em nhớ cha nhớ má quên muốn chết luôn. Nhưng không có dám hó he nửa lời. Mà trước giờ anh có bao giờ để ý đến chị Hoa đâu. Này, chị Hoa ép anh đưa chị về thăm cha của chị ấy hả? Cậu hai bỏ mạnh đôi đũa trên tay xuống. Hành động của cậu hai cũng đã làm bà Liên ngừng khóc. Cậu hai nhìn thẳng mặt của Diệu Linh rồi trợn mắt nghiến răng nói: Từ khi nào mà cô có cái quyền nói chuyện với tôi kiểu đó? Em thấy má khóc nên em xót má thôi. Em đâu có ý gì đâu. Anh Phúc, anh đừng hiểu lầm em.
Cậu hai đứng lên cười nhếch mép, rồi nói: Từng câu từng chữ cô nói như đang muốn châm dầu vào lửa, mà nói là không có ý gì sao? Cô bớt xảo quyệt lại đi. Anh Phúc, em có, anh hiểu lầm ý em rồi. Con người của Diệu Linh, cậu hai hiểu rất rõ. Cô ta không khác gì một con rắn độc. Cậu hai không rảnh để đứng lại đây nói chuyện với cô ta. Xưởng cậu hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm. Nói thật, ngay lúc này cậu hai rất tức và muốn đi thẳng vào phòng của cậu, ném hết sạch những thứ đồ cá nhân của Diệu Linh ra khỏi phòng. Chính Diệu Linh là người làm cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn lên hết. Nếu cô ta không dở trò hèn hạ, thì cậu hai đã không phải dọn qua ở cùng phòng với Ngọc Qua rồi. Cậu hai nói với bà Liên: Bữa nay, con ăn cơm trưa ngoài xưởng gạo, không cần chờ cơm con đâu. Cậu hai nói rồi đi dội. Sau đó, gọi gia đình mở cổng, lái xe đưa cậu hai ra xưởng gạo. Dù bà Liên có nói gì đi chăng nữa, thì cậu hai vẫn quyết định ngày mai sẽ đưa cô về thăm cha. Ngọc Qua lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt của bà Liên. Cô có linh cảm rất xấu. Cái cảm giác ở nhà chỉ có một mình, không có cô Út, cũng không có ông Dương. Ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho cô? Cô bỗng run sợ, từng giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Giờ rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cả nhà đi hết, nên Diệu Linh không còn sợ gì nữa. Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc Qua quát lớn: Sao? Chị thích làm người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của người khác vậy? Má chị chết sớm, thằng cha của chị không biết dạy chị sao? Đã nghèo còn bày đặt trèo cao muốn làm vợ lớn, chị đủ tư cách sao? Cút về cái làng nghèo hạ tiện của chị đi. Không biết lúc đó ai đã nhập cô nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết đến cái cảm giác tức giận và muốn phát điên lên. Cô đập mạnh cái bàn một cái mà không thèm quan tâm đến bà Liên đang ngồi trước mặt. Cô nghĩ lại thấy bản thân của cô làm cái hèn nhát làm gì, để cho người ta muốn ăn nói thế nào thì nói. Cô quát lớn: Diệu Linh, cô có ăn có học, có cha má dạy đàng hoàng, vậy sao cô lại nói với tôi như vậy? Mày vừa nói cái gì hả? Mày tưởng tao sợ mày sao? Tao đánh cho mày chết. Cô ta hậm hực đứng dậy, rồi bước qua hướng ghế của cô đang ngồi, vung tay lên định tát Ngọc Qua. Nhưng cô đã vội đưa tay cầm chặt lấy cánh tay của cô ta lại. Cô tức quá nên đã đẩy mạnh cô ta một cái, làm cho cả người của cô ta té nhào xuống đất. Cô đứng dậy rồi trừng mắt nói: Nè, nếu có ăn học thì bớt cư xử kiểu đó đi. Tôi biết tôi nghèo, thân phận của tôi thấp hèn, nhưng tôi không bao giờ ăn nói mất dạy như cô. Diệu Linh lúc này mới nhìn lên bà Liên. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngọc Qua. Bà ta đang muốn thấy bộ mặt thật của cô. Hành động vừa rồi cô đã làm với Diệu Linh cho thấy cô không phải dạng dừa, không hiền lành như mọi người đã nghĩ. Bà ta cười nhếch mép đắc ý. Từ đó giờ bà Liên nhìn người chưa bao giờ sai. Diệu Linh lúc này mới đứng dậy, rồi bước lại đứng bên cạnh bà. Cô ta nói: Tôi tức quá nên lỡ lời, nhưng chị rất quá đáng với tôi rồi đó. Chị tranh giành chồng của tôi, chị nghĩ lại xem anh Phúc có xứng với chị không? Chị tự suy nghĩ đi. Chị như ngôi sao chổi vậy đó, luôn đem lại phiền phức cho người khác. Từ ngày chị đặt chân vào căn nhà này, có ngày nào cái nhà được yên không? Cha với má suốt ngày cãi lộn với nhau, tất cả đều do chị hết. Lời cô ta vừa nói rất đúng. Quả thật, từ ngày cô về cái nhà này, cô đã làm cho ông Dương phải mệt mỏi khi giải quyết hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Cô không biết phải nói như thế nào hết. Từ từ đưa mắt qua nhìn bà Liên, cô cúi thấp đầu rồi nói: Con xin lỗi má, mong má tha lỗi cho con. Bà ta cười khinh bỉ. Xin lỗi sao? Hả, người như cô có quỳ xuống xin lỗi tôi cả ngày cũng không hết tội. Thứ cha nào con nấy chỉ biết bọn rút của cải trong nhà này là giỏi thôi. Má ơi, con xin má, má nói về con cái gì cũng được hết. Má bảo con làm kẻ ở trong nhà cũng được. Xin má đừng nói về cha của con như vậy. Chuyện của cha con, má là người hiểu rõ nhất. Cha con không lấy cái gì hết. 10 năm qua, cha con chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Xin má, làm ơn hãy tôn trọng cha của con. Bà ta đập mạnh cái bàn rồi nghiến răng nói.
Giỏi lắm. Tôi không ngờ cô là cái loại đàn bà thâm độc. Cô dám hầm hè tôi luôn sao? Con không dám, nhưng con mong má suy nghĩ phải trái đúng sai. Đừng có đụng chuyện rồi lôi cha của con ra như vậy. Má chửi con mất dạy cũng được, nhưng con không cho phép ai bôi nhọ cha của con. Bà ta tức muốn học máu vì không thể nào nói thêm được. Bà ta cũng rất sợ cô sẽ mách lại chuyện vụ lúa, vì bà ta biết trong cái nhà này có người học lại chuyện trong nhà cho ông Dương biết. Bà ta nói lớn. Được, cô mất dạy nên tôi mới phạt cô. Nhớ cho kỹ, tôi không hành hạ gì cô hết. Là do cái miệng của cô đã hại cô. Mau bước ra giữa nhà rồi quỳ gối ở đó cho tôi. Đến khi nào tôi cho phép mới được đứng dậy. Bà ta nói rồi đứng lên, bảo con Bích và con Muội mau đi lên dọn dẹp đồ ăn sáng, xuống nhà sau rồi nấu lại cái khác cho bà ta và Diệu Linh. Có gì bê vào phòng của bà ta. Chứ ngồi ở đây nhìn thấy khuôn mặt cô, bà ta nuốt không trôi thức ăn. Cô biết cô đã không kiềm chế được lời nói của cô, nhưng cô bắt đầu cảm thấy căm phẫn khi bà ta và cả Diệu Linh cứ luôn miệng bôi nhọ cha của cô như vậy. Bản thân cô muốn mình không có mẹ sao? Mẹ cô cũng vì bệnh nặng mới qua đời. Một mình cha Lam đủ nuôi cô khôn lớn. Người khác chửi cô mất dạy cô cũng chịu, miễn được nói những lời cay độc về cha của cô như vậy. Cô bước từng bước đến giữa nhà rồi quỳ xuống. Bà ta thấy cô đã chịu quỳ gối thì mới cất bước đi vào bên trong phòng. Diệu Linh lúc này đắc ý vô cùng. Cô ta muốn cho cô tận hưởng cái cảm giác sống thua một con chó. Cô ta không quên nhìn cô rồi cười nhếch mép, khinh bỉ. Sau đó mới bước từng bước ung dung đi theo bà Liên vào phòng. Con Muội lúc này mới vội chạy lên. Nó muốn khóc dữ lắm rồi khi nhìn thấy cô đang bị bà Liên và Diệu Linh ức hiếp. Nhưng bây giờ trong nhà không có ai có thể giúp cô được hết. Nó tiến đến chỗ của cô rồi nói. Mợ hai, hãy để em chạy đi ra xử gạo, gọi cậu hai về giúp mợ nghe. Mợ mới vừa khỏe lại, thầy Đông không cho đi lại nhiều mà giờ quỳ như vậy, đến bao giờ? Để em đánh liều một chuyến, mợ đợi em nha mợ. Cô vợ kéo tay của con Muội lại rồi lắc đầu nói. Tôi không sao, Muội đừng đi ra xưởng gạo. Tôi không muốn có chuyện lớn xảy ra đâu. Muội đừng quan tâm đến tôi, không sẽ bị liên lụy đó. Muội mau đi dọn dẹp rồi đem đồ ăn khác vào phòng cho bà và Diệu Linh đi. Nhưng lỡ mợ có mệnh hệ gì, em làm sao ăn nói với cô Út đây? Em không muốn nhìn thấy mợ bị như vậy đâu. Lỗi là do tôi hết mà. Tôi quá ấm ức nên mới ăn nói hỗn hào như vậy. Mau đi chỗ khác đi, tôi nói Muội có nghe không? Cô không thể để cho con Muội bị liên lụy được. Dù biết chỉ cần nó giúp cô ra xưởng gạo, gọi cậu hai về, thì cô sẽ được cậu hai lấy lại công bằng. Nhưng cô không muốn cho cậu hai biết cậu ấy đã vì cô mà không nghe lời của bà Liên. Cậu ấy lại đòi nghỉ một ngày ở xưởng để đưa cô về thăm cha. Gắng gượng hết bữa nay, ngày mai cô đã được về thăm cha rồi. Cho dù có đau đến mấy, cô cũng sẽ cố gắng. Con Muội hai mắt rưng rưng, nó không kiềm chế được mà muốn khóc vì thấy số phận của cô quá khổ. Nhưng ngay lúc này, con Bích đã bê đồ ăn sáng khác vào phòng cho bà Liên. Ngày hôm nay cô Út cũng đã rời đi rồi nên nó không còn sợ cái gì nữa. Mới sáng sớm đã có kịch hay cho nó xem. Nó dội đi vào phòng của bà Liên, đặt đồ ăn sáng xuống, rồi nó học lại cái chuyện con Muội muốn ra xưởng gạo gọi cậu hai về đây để giúp cô. Bà Liên nghe xong thì lại nổi trận lôi đình, đứng dậy bước sòng sọc đi ra nhà trên. Bà ta bảo gia đình lôi con Muội ra đánh 50 roi cho bà ta. Cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Cô vừa quỳ gối vừa lết lại chỗ của bà ta đang đứng. Cô cầu xin bà ta hãy tha cho con Muội trong chuyện này, nó không có lỗi gì hết. Nhưng ngay lúc đó bà ta đã vung tay tát liên tiếp vào hai bên má của cô, sau đó chỉ thẳng vào mặt của cô. Bà ta nói, cô giỏi lắm, dám bảo con Muội đi ra học chuyện với Hai Phúc. Cô giỏi thì đứng lên đi, đi đi ra xưởng gạo lôi Hai Phúc về đây. Nói với nó là tôi đánh cô, tôi hành hạ cô, bắt cô quỳ gối. Mau đứng lên đi ngay. Nước mắt cô lại rơi ra. Cô đau lắm, nhưng không phải đau vì bị bà ta đánh, mà đau vì nghe thấy tiếng roi quất mạnh và tiếng khóc thét của con Muội.
Nó cũng chỉ vì muốn giúp cô nên mới bị đánh như vậy. Cô nhìn khuôn mặt của nó, nó khóc rất nhiều, cô không thể nào kiềm chế lại được. Chuyện này cô biết chắc chắn là con Bích đi học lại với bà ta. Cô nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con muội. Bà ta vẫn đứng yên ở đó để nhìn xem gia đình đánh con muội đến mức tàn bạo. Cô có nạt nỉ ý ôi đến cỡ nào thì bà ta cũng chẳng quan tâm đến. Sau khi con muội bị đánh xong, bà ta vẫn chưa chịu buông tha mà bắt thằng gia đình kéo con muội vô quỳ gối cạnh cô. Ngay lúc này, Diệu Linh đi ra mời bà ta vào ăn sáng, chứ cô ta không thể nào chịu nổi nữa. Cái bụng của cô ta cũng đã réo lên inh ỏi. Bà Liên chỉ thẳng vào đầu của cô rồi nghiến răng nói: "Quỳ ở đây rồi tự suy nghĩ lại xem bản thân của cô đã làm đúng hay đã sai. Cô hại cái bụng của tôi đến giờ vẫn trống không. Còn cô nào quá nên sinh tật chứ gì. Hôm nay thử coi ai cứu được cô." Diệu Linh nhìn thấy cô bị bà Liên tra tấn thì cô ta vô cùng thích thú. Cô ta và bà Liên lại quay đầu bước vào bên trong. Cô thấy hai người họ đã đi khuất thì lúc này mới nhìn qua con muội. Trong bộ dạng của nó bây giờ vô cùng thê thảm, cô không kìm lại được nước mắt. Vì cô mà nó mới bị như vậy. Cô vừa khóc vừa nói: "Muội, tôi xin lỗi. Muội có sao không? Chút nữa vào phòng tôi toa thuốc cho. Tôi xin lỗi muội." Mà đừng có khóc, em chịu được mà. Em tin chiều nay ông hội đồng về, ông ấy sẽ lấy lại công bằng cho mợ. Em sẽ đi đánh dây thép cho cô Út biết. Cô Út mới vừa đi chưa được một buổi mà mợ đã bị hành hạ như vậy rồi. Nhìn mợ vậy em không chịu nổi đâu." "Đừng, tôi không sao đâu. Muội đừng đánh dây thép cho cô Út biết. Cổ còn phải lo học nữa. Biết được chuyện này cô Út lại lo thêm. Hứa với tôi nha muội, đừng có báo cho cô Út biết nha." Tôi xin lỗi muội." Con muội càng tiếp xúc với cô thì nó lại càng thương cô hơn. Giờ nó đã hiểu vì sao mà cô Út luôn đứng ra để bảo vệ cho cô. Cô đúng là một cô gái nhân từ, còn hiểu chuyện. Còn cô lúc này rất sợ con muội sẽ đánh dây thép cho cô Út biết. Cô không muốn cô Út phải lo lắng cho cô rồi không chú tâm vào việc học. Cô Út đã vì cô rất nhiều. Cô biết nếu cô Út mà biết chuyện này thì ngay lập tức cô Út sẽ về đây, như lời trước khi cô Út đi đã từng nói. Nên cô không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Bên trong căn phòng của bà Liên, sau khi ăn uống xong thì bà thở dài mệt mỏi rồi nói: "Mà thật sự quá mệt mỏi. Phải chỉ con qua đó bằng một góc của con á thì hay biết mấy. Con á lúc nào cũng biết suy nghĩ, còn nó thứ mất dạy lại không biết điều. Nếu hôm nay không có con ở nhà cùng với má, chắc má bị nó chọc tức cho học máu chết luôn rồi." "Má, sao má lại nói như vậy? Con biết má không thích chị, nhưng con hiểu mà. Chị qua quả thật mất dạy, không biết cha chị ấy dạy giấy kiểu gì nữa. Con nói thật, nhìn má mệt mỏi như vậy á, con cầm lòng không có đặng. Nhưng chị á, lúc nào cũng làm bộ làm tịch là bản thân là một đứa con gái nết na ngoan hiền, nên cha mới yêu thương dễ như vậy. Còn bây giờ hả, đến anh Phúc, con sợ lắm má. Có khi nào anh Phúc có tình cảm với chị Hoa không má? Con sợ mất chồng, mất anh Phúc là con đi dãy sông tự vẫn luôn á má." Ăn uống no rồi thì Diệu Linh đã có sức để nhập vai. Nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra lã chả. Cô ta biết bà Liên mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc thì sẽ không thể nào chịu nổi. Quả đúng như cô ta dự đoán, thấy Diệu Linh khóc thì bà Liên đã quýnh quáng lên. Điều cô ta vừa nói ra cũng là điều mà bà ta đang lo sợ. Bà ta sợ vô cùng, càng để cậu hai dính chặt với cô thì cái ngày phát sanh tình cảm sẽ sớm thôi. Bà ta vội đứng dậy rồi bước qua ngồi cạnh Diệu Linh, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô ta rồi nói: Má thương con dâu ngoan của má. Trong lòng của má chỉ có con là con dâu duy nhất thôi. Con đừng ăn nói bậy bạ, để má lo cho. Má sẽ tìm cách giúp con tống cổ con nhỏ mất dạy đó ra khỏi cái nhà này. Con chịu không nè? Đừng có khóc nữa, má thương. Thấy con khóc á, má xót, má chịu không có nổi. Con dâu ngoan hiền của má.
Cô ta chậm đến ôm chặt lấy bà Liên, vừa khóc cô ta vừa nói: Má ơi, con má là thương con nhất thôi. Má giúp con nha má. Má nghĩ cách gì đi má. Con chịu hết nổi rồi má ơi. Con có chồng mà như không có vậy đó. Như con may mắn luôn có má bên cạnh. Trong nhà này không ai thương con hết. Má ơi, má giúp con đi. Con muốn bị mất chồng đâu má. Rồi rồi, nín, không khóc nữa, để má nghĩ cách giúp cho. Dạ, má nói vậy thì con không khóc nữa. Má nghĩ cách đi má. Bà ta nhìn Diệu Linh rồi cười mỉm, thở dài mệt mỏi. Đến lúc bà ta phải ra tay để tống cổ Ngọc Hoa ra khỏi cái nhà này, bà ta đã nhịn nhục suốt mấy ngày hôm nay. Như vậy đã quá đủ rồi. Đến lúc ngôi nhà này sẽ trở lại bình yên như những ngày chưa có sự xuất hiện của Ngọc Hoa. Nếu biết trước cô là giận đen như thế, bà ta đã không cho cô bước chân vào ngôi nhà này. Biết vậy đã nói láo thì bà ta nói luôn cho tới. Nói không hợp tuổi cậu hai mà lấy cô thì gia đình sẽ tán gia bại sản. Bà ta mà nói như vậy á, thì ông Dương làm sao có thể để cho cô bước chân vào ngôi nhà này. Nghĩ lại, bà ta thấy bà ta thật là ngốc. Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm nay thì bà ta đã ngăn cản lại rồi. Chợt bà ta nảy ra một kế rất hay. Chắc chắn cô sẽ bị tống cổ ra khỏi cái nhà này. Bà ta vội buông tay của Dụ Linh ra, rồi đứng dậy bước nhanh qua bên kệ tủ, lấy chìa khóa mở cái ngăn tủ ra. Bà ta lấy ra cái hộp trang sức, bên trong là cả bộ nữ trang bằng vàng, ước lượng cũng hơn 10 cây. Bà ta mở hộp trang sức ra rồi đếm cho kỹ có bao nhiêu món đồ bên trong, sau đó đem lại đặt trước mặt của Diệu Linh. Diệu Linh từ nãy giờ quan sát rất kỹ, cô ta muốn xem bà Liên đang định làm cái gì, không biết lần này có ra trò trống gì không. Thấy bà ta lại mở tủ lấy đồ trang sức thì hai mắt của cô ta sáng rực. Cô ta tự nhiên có ý nghĩ, chắc bà Liên biết cô ta đang buồn nên có ý muốn tặng bộ trang sức cho cô ta. Khóe môi cô ta nhếch lên một đường cong. Cô ta hỏi: Má ơi, má lấy hộp trang sức ra làm gì vậy má? Má bày kế cho con nè. Hả? Sao vậy con? Cô ta bị sượng đơ vì cứ tưởng bà Liên có ý tốt nên muốn đem tặng cho cô ta hộp trang sức. Nhưng giờ thì cô ta đã biết không phải như vậy. Cô ta liền cười gượng gạo rồi nói: Dạ không có gì đâu má, mà má định bày kế như nào vậy má? Bà Liên để hộp trang sức đến trước mặt Diệu Linh, sau đó nói: Bây giờ con giữ hộp trang sức này, đến tầm 3 giờ chiều con hãy cho con khốn đó đứng dậy. Còn bây giờ con lén đem vô phòng của con nhỏ mất dậy đó. Con cất ở đâu đó kỹ kỹ một chút, rồi đợi 2 phút và ông Dương về, rồi má hét toáng lên cho cả nhà cùng biết má bị mất hộp trang sức. Bên trong hộp này hơn 10 cây vàng lận. Mà con nghĩ xem, ngày mai 2 phút đưa nó về thăm nhà của nó. Thứ nghèo hèn như nó thì làm gì có cái gì đem về cho thằng cha của nó. Má sẽ nói là nó ăn cắp vàng của má. Ở cái nhà này rất ghét cái kiểu người như vậy. Nên bây giờ con phải làm cách nào để đem hộp trang sức này qua bên phòng của nó ngay đi. Con hiểu ý của má nói không Diệu Linh? Diệu Linh nghe từng câu từng chữ bà Liên nói mà không thể ngậm được miệng. Không ngờ cô ta đã thâm độc mà bà Liên còn gấp đôi cô ta. Nhưng kế này thật sự rất hay và rất đúng thời điểm. Cô ta nghĩ ông Dương và cậu hai sẽ tin cô là người ăn cắp. Cô ta vui sướng vô cùng. Và trong đầu của cô ta bắt đầu suy tưởng đến cái cảnh cô sẽ khóc lóc quỳ lạy rồi van xin ông Dương và cậu hai. Nhưng chuyện này mà diễn ra thuận lợi thì chắc chắn cậu hai sẽ không còn phát sanh tình cảm với cô. Rồi ngay ngày mai cô ta sẽ bị đuổi đi, chứ không phải là cậu hai đưa về. Ở đó mà mơ mộng đến việc cậu hai sẽ đưa cô về thăm cha. Nghĩ như vậy thôi mà trong lòng Diệu Linh trở nên nôn nóng biết bao. Nhưng cô đâu thể nào để cho bà Liên biết được bộ mặt thật. Cô ta bắt đầu làm ra vẻ mặt rụt rè, không dám cầm lấy cái hộp trang sức của bà Liên, rồi từ từ cất tiếng nói: Con có muốn cãi lời của má, nhưng con sợ quá má ơi. Lỡ cha phát hiện rồi lại ăn nói lớn tiếng với má thì con biết phải làm sao. Con cầm lòng không có đặng má ơi.
Bà Liên nghe Diệu Linh nói vậy thì luôn nghĩ cô ta lúc nào cũng một lòng một dạ với bà ta. Có được đứa con dâu như vậy, bà ta rất tự hào và luôn nghĩ bản thân rất có phúc, nên ông trời mới thương rồi cho Diệu Linh làm con dâu của bà ta. Con yên tâm, chuyện này sẽ trót lọt. Chỉ còn con mất dạy đó, bị tóm cổ ra khỏi cái nhà này thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhà của mình rồi sẽ sống hạnh phúc như trước, và với má cũng sẽ không gây gổ với nhau. Dạ, má nói vậy thì con xin phép nghe theo. Con sẽ cố gắng làm theo những gì má đã dạy con. Con cảm ơn má đã luôn yêu thương và che chở cho con. Con không còn cái gì cao sang hết, con chỉ còn có má bên cạnh con thôi. Má hứa mà, má sẽ luôn bên cạnh che chở cho con. Đừng có lo gì hết, con dâu Thảo của má. Ngồi lại nói chuyện với bà ta thêm một lúc thì Diệu Linh đã đứng dậy rồi xin phép bà ta đi thực hiện mưu đồ. Cô ta bước nhanh đến phòng của Ngọc Hoa, nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Cô ta quyết định đặt cái hộp trang sức dưới gối nằm của cô, sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này đây, cô ta rất muốn đi lên nhà trên để nói với cô vài câu, nhưng rồi cô ta lại gạt bỏ ý định đó, vì kế hoạch lần này rất hoàn hảo, chắc chắn mọi chuyện sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ. Đến tận trưa, cô và con muội vẫn chưa được đứng dậy. Hai chân cô đã tê cứng, nhưng nhìn qua sắc mặt của con muội, cô thấy mặt mày của nó tái mét. Cô vội hỏi nó, "Muội, muội có sao không?" Nó nghe cô hỏi thì liền lắc đầu rồi nói, "Em không sao đâu mợ. Mợ có đau lắm không? Hay mợ cứ đứng lên đi, có gì em chịu phạt thay cho mợ." "Không được, lỗi là do tôi hết. Hay muội đứng lên đi." Nó liên tục lắc đầu rồi cố gắng cắn răng mà quỳ gối cùng cô. Nhất định hôm nay khi cậu hai dậy, nó sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu hai biết, để cậu hai lấy lại công bằng cho cô. Còn muội, nó thấy bà Liên và Diệu Linh thật sự là người quá tàn nhẫn. Cho dù hôm nay nó bị đuổi ra khỏi cái nhà này, nó cũng chấp nhận. Gần 4 giờ chiều, cô và con muội vẫn chưa được đứng dậy. Cô cảm nhận được hai đầu gối của cô không còn là của mình nữa. Khi nãy bà ta có nói với Diệu Linh canh tầm 3 giờ chiều đi ra bảo cô và con muội đứng lên, nếu không ông Dương về tới thấy cảnh đó thì lại có chuyện không hay xảy ra. Nhưng Diệu Linh không thèm để ý. Đã gần 4 giờ, cô ta vẫn thong thả ngồi lựa quần áo. Hôm nay cô ta phải thật xinh đẹp, vì biết đâu tối đêm nay có thể cậu hai sẽ qua phòng ngủ cùng cô ta. Cô ta chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Vì làm sao cậu hai có thể chấp nhận sống chung với một người ăn cắp giặt như vậy được. Cô ta cũng biết tầm 5 giờ chiều là cậu hai sẽ về đến nhà, nên bây giờ mới có 4 giờ thôi, vẫn còn quá sớm. Cô ta làm sao có thể tha cho Ngọc Hoa dễ dàng đến vậy. Dù biết nếu chuyện kế hoạch trót lọt thì cô sẽ bị tống ra khỏi cái nhà này, nhưng đối với Diệu Linh như vậy thôi cũng chưa đủ. Cô ta muốn cô phải thân tàn ma dại, sống như đã chết thì cô ta mới được dừa bụng. Nhưng thật may mắn cho cô, ngay lúc này cậu hai đã về. Hôm nay cậu hai đã nhịn ăn trưa để lo hoàn tất hết công việc ngoài xưởng gạo. Tầm 3 giờ mấy là mọi chuyện đã xong xuôi. Cậu hai tranh thủ bảo gia đình đưa cậu đi mua quà bánh rồi về nhà. Trong đầu cậu hai cứ suy nghĩ đến nụ cười của cô. Chắc chắn cô sẽ rất vui khi thấy những thứ này đều mua cho cha của cô hết. Cậu hai nghĩ chắc từ sáng giờ cô đang rất buồn khi không biết ngày mai có được về nhà của cô hay là không. Cậu hai thấy trong lòng cứ nôn nao làm sao. Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả. Xe về đến cổng, con muội nó nghe thấy tiếng xe thì vui mừng biết bao. Hai mắt của nó đã mở dần, nó cảm thấy rất mệt và khó thở. Nó vội chụp lấy tay của cô rồi nói, "Mợ, mợ ơi, cậu hai về tối rồi mợ." Con Bích lúc này quýnh quáng chạy ra mở cổng cho gia đình lái xe vào sân. Nó ngó vào bên trong nhà để xem Diệu Linh hay bà Liên có ra bảo cô đứng dậy không, nhưng mãi vẫn không thấy ai hết. Nó cũng biết con muội chắc đang rất căm tức nó, nên thế nào khi cậu hai đi vào thì con muội cũng mách lại mọi chuyện cho cậu hai biết. Lần này Diệu Linh lại hại nó nữa rồi. Vì Diệu từ sớm giờ không lập được chuyện gì dưới bếp hết, cứ lén đi lên nhìn cô và con muội. Đến tận bây giờ cô và cả con muội
chưa có cái gì bỏ bụng hết. Dì Diệu lo lắng vô cùng. Thấy cậu hai dậy thì dì Diệu biết đã có người cứu giúp cô và con muội. Dì Diệu không còn sợ bị con bích mách nữa, bà điên nhanh ra bé hông nhà để ra trước sân. Thấy cậu hai vừa bước xuống xe thì dì Diệu đã xông ra nói: "Cậu hai, làm ơn cứu mợ hai và con muội đi cậu. Mợ hai bị bà hội đồng phạt quỳ từ hồi sáng tới giờ, đến giờ mợ và con muội vẫn chưa có gì bỏ bụng hết. Cậu hai, tôi xin cậu làm ơn cứu mợ hai và con muội nhanh đi cậu." Con Bích sợ run hết cả người, nó vội hét lớn để cho bà Liên nghe thấy: "Dì Diệu, dì có im đi ngay chưa? Mợ hai lớn hỗn láo, ăn nói mất dạy với bà hội đồng nên mới bị phạt. Dì mau đi xuống bếp làm việc đi." Cậu hai lúc này mới nhìn qua con Bích, mặt mày nó đã xanh lên như tàu lá chuối. Nó không biết giờ này bà Liên và Diệu Linh đang làm cái gì mà đến tận giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Khi nãy bà Liên cảm thấy hơi nhức đầu nên đã uống thuốc rồi đi ngủ, đến tận giờ chưa dậy. Còn Diệu Linh, cô ta đang bận tắm trong phòng tắm thì làm sao nghe được những lời nói của con Bích. Giờ lại trước sân nhà, dù có hét lớn đến đâu thì trong phòng cũng khó có thể nghe được. Cậu hai vội đưa đống quà bánh và cái cặp da cho dì Diệu, sau đó nói dì Diệu mang vào phòng cho cậu. Còn cậu thì đã tức tốc bước nhanh vào nhà. Vừa vào đã thấy con muội và cô đang quỳ giữa nhà. Cậu hai bước sòng sọc lại rồi nói: "Mau đứng lên đi, có gì nói sao?" Con muội ngã nhào xuống đất làm cô giật mình giới lại chỗ của nó. Chân cô không thể nào nhích lên được. Cô vẫn cố gắng đến chỗ của nó rồi hỏi gấp gáp: "Muội, muội ơi, muội được làm tôi sợ nha muội." Con muội dù rất mệt và không thể nào gắng gượng nổi nữa, nhưng nó vẫn cố nói ra từng chữ: Em không sao. Cậu hai ơi, cậu phải lấy lại công bằng cho mợ. Mợ không có làm gì hết. Bà hội đồng sỉ nhục cha của mợ, rồi còn đánh mợ hai nữa. Cậu hai. Nó chưa nói hết câu thì đã ngất xỉu. Thấy con muội ngất làm cô lo lắng vô cùng, cô vội bảo nó: "Cậu hai, tôi xin cậu cho người đi gọi thầy Đông đến được không? Muội bị đánh rồi quỳ gối từ sáng giờ. Cậu hai, cậu làm ơn giúp con muội đi cậu." Dì Diệu vẫn chưa đem đồ vào phòng. Từ nãy giờ nhìn thấy cảnh trước mắt làm dì ấy khóc sướt mướt. Cậu hai vội bảo con Bích đi vào mở cửa phòng ra cho cậu ấy. Sau đó cậu ấy đành cúi xuống rồi bế con muội lên đi thẳng vào phòng của cô. Rồi cậu hai đành bế nó đến giường của cô. Dì Diệu tay xách nách mang cả đống quả bánh rồi cái cặp da của cậu hai nữa, nhưng vẫn cố đưa một bên tay ra rồi đỡ cô đi vào phòng. Cô vừa đứng lên đã muốn té nhào nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mà bước đi, nhích từng bước một. Chưa đi được ba bước thì cậu hai đã bước ra rồi bế cô lên. Cậu hai hỏi: "Có đau lắm không?" "Tôi không sao. Cậu ơi, cậu cho người đi gọi thầy Đông đi. Tiền khám cho muội tôi sẽ trả. Tôi có tiền, tôi không xài tiền của cậu đâu. Xin cậu đó." "Biết rồi, im lặng đi. Sáng giờ đang gì chưa?" Cô không dám trả lời cậu. Thật sự cô không muốn cho cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng này chút nào. Cô lại không ngờ hôm nay cậu về sớm đến như vậy. Chợ cô mới để ý cậu ấy mua rất nhiều quả bánh. Vậy là chắc chắn ngày mai cô sẽ được cậu hai đưa về thăm cha của cô. Cậu hai bế cô đến giường. Muội đang nằm ở trong, còn cô thì ngồi ở bên ngoài. Ông trời thương cô nên đã giúp cô thoát được thêm một nạn nữa. Cậu hai với tay kéo cái gối nằm để cho cô ngồi dựa vào tường. Thì bỗng ngay chính giây phút đó, cậu hai đã thấy cái hộp trang sức của bà Liên. Cậu hai nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào cái hộp trang sức. Cô lo nhìn con muội nên không để ý đến. Khi cô quay qua định năn nỉ cậu ấy thêm một lần nữa hãy cho người đi trước thầy Đông gấp, nhưng lúc đó cô mới thấy hành động khác lạ của cậu hai. Cô mới ngoái đầu ra phía sau thì mới thấy một cái hộp. Cô tò mò không biết đó là cái hộp gì, tại sao lại đặt ở trong phòng của cô. Nhưng cô chưa kịp hỏi cậu hai thì cậu ấy đã nhìn ra ngoài cửa rồi bảo con Bích đi ra ngoài sân kêu thằng gia đình đưa đến nhà của ông thầy Đông rồi trước ông ấy về đây gấp. Con Bích nghe cậu hai nói như vậy thì nó hỏi: "Cậu hai, thường ngày thằng gia đình có thể đi một mình đến nhà thầy Đông kia mà, đâu cần nó phải đi theo đâu." Nghe nó nói xong thì cậu hai bỗng tức giận đùng đùng rồi hỏi lại: "Bây giờ nó muốn đến nhà của thầy Đông hay là ra trước sân quỳ gối?" Nó sợ quá nên liền cúi thấp người rồi luôn miệng nói xin lỗi cậu hai, xin cậu tha lỗi cho nó,
nó sẽ đi ra bảo gia đình đưa nó đến nhà thầy Đông ngay. Còn Bích nó không dám cãi lại lời của cậu hai đã nói. Vì cậu hai mà nổi giận lên thì nó chỉ có chết mà thôi. Nó đi ngang qua phòng của Diệu Linh và bà Liên, nhưng lại không dám gõ cửa thông báo cho hai người họ biết. Vì ngay lúc này nó mà nói ra thì cậu hai sẽ nghi ngờ nó. Gia đình trong nhà này không ai ưa nó hết cả. Nhỡ nó mà bị phạt roi thì tụi gia đình như được mùa mà đánh nó không thương xót, dù chỉ một roi. Nó đành im lặng mà bước nhanh ra ngoài sân để kêu thằng gia đình đưa nó đi đến nhà của ông thầy Đông. Cô không biết tại sao cậu hai lại tức giận đến như vậy, nhưng cô không dám hỏi cậu ấy. Ngay bây giờ cô chỉ mong con Bích nó còn chút lương tâm mà nhanh chân rước thầy Đông dậy thăm khám cho con muội. Cô cũng đang khá tò mò về cái hộp mà khi nãy cô nhìn thấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để cô tò mò. Cô ngoái đầu qua nhìn dì Diệu rồi bảo dì ấy hãy giúp cô đi nấu nước ấm mang lên đây để cho cô lau vết thương rồi bôi thuốc cho con muội. Khi thấy dì Diệu đã đi ra khỏi phòng thì ngay lập tức cậu hai quay lại nhìn cô, với tay ra phía sau lưng của cô. Cậu hai cầm cái hộp trang sức lên rồi mở ra xem bên trong là cái gì, tại sao lại được đặt ở dưới gối nằm như vậy. Nhưng không phải là cái gối của cô thường nằm, mà là cái gối ở phía ngoài. Đã có lần cậu hai ngủ cùng cô và nằm lên cái gối đó. Khi mở cái hộp ra, cậu hai liền cười nhếch mép. Quả thật cậu hai đoán không sai, vì cậu hai từng thấy cái hộp này ở bên phòng của bà Liên. Nhưng cậu hai đang thắc mắc tại sao cái hộp này lại nằm ở đây. Cô nhìn cậu hai rồi hỏi, cậu hai, đó là gì vậy? Tại sao nó lại nằm ở trên giường của tôi? Là của cậu sao? Cậu hai liếc mắt nhìn cô, nhưng hỏi ngược lại cô. Cô không biết thật sao? Đừng có nói láo tôi đó. Tôi không có nói láo, tôi không biết thật mà. Dì Diệu lúc này bưng chậu nước ấm lên rồi dội bước lại đặt kế bên giường. Cậu hai nhìn qua dì Diệu rồi nói, dì Diệu, khóa cửa phòng lại đi. Dạ, tôi đi ngay đây. Cô không biết cậu hai muốn làm gì, nhưng cô không thể nào bỏ mặc con muội được. Mặc dù hai chân vẫn còn rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng để hai chân xuống đất rồi đứng dậy, nhích người từ từ sang chậu nước. Cô nhúng cái khăn vào nước ấm rồi cố gắng nén cơn đau mà quay lại giường để lau từng vết thương cho con muội. Cô tự nói trong bụng, gia đình của cái nhà này thật là tàn ác, nỡ lòng nào lại đánh con muội ra nông nổi như vậy, trong khi nó không làm gì có lỗi hết. Tất cả cũng là do cô. Cô càng có mặt trong cái nhà này chỉ toàn đem lại tai họa cho những người yêu thương cô mà thôi. Hai mắt cô muốn rưng rưng và rồi nước mắt rơi ra. Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của cô. Cô tự trách bản thân mình, cô không muốn ai quan tâm đến cô nữa. Thấy cô khóc, dì Diệu vội đi lại rồi nói với cô hãy để dì lau vết thương cho con muội. Dì Diệu bảo cô hãy ngồi nghỉ mệt đi, cô cũng đã quỳ gối từ sáng tới giờ. Cậu hai khi nghe dì Diệu nói như vậy thì vội bước lại bàn gỗ ngồi xuống, đem cái hộp trang sức lên bàn rất mạnh. Rồi cậu hai hỏi, dì Diệu, qua đây, tôi muốn hỏi dì vài câu. Dì Diệu nhìn cô rồi không chần chừ mà bước nhanh đến trước mặt cậu hai. Dì ấy cúi thấp người xuống rồi nói, dạ, cậu muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời thật cho cậu nghe. Từ sáng giờ ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta và con muội phải quỳ gối như vậy? Đã quỳ bao lâu rồi? Lý do là cái gì? Dì Diệu liếc mắt nhìn qua cô. Cô lúc đó cũng ngoái đầu nhìn dì. Cô không muốn dì ấy nói ra mọi chuyện. Cô có thể bấm bụng chịu được hết tất cả những gì bà Liên đã hành hạ cô. Cô không muốn phải kể lại cho ai biết hết, nhất là cậu hai. Cô và cậu hai được gọi là vợ chồng với nhau, nhưng chỉ có cái mác là vợ hai lớn của nhà hội đồng Dương thôi, chứ ngoài ra cô không có cái gì nữa cả. Dì Diệu không muốn cô cứ phải chịu thiệt thòi như vậy. Bao nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi. Dì Diệu đã làm kẻ ở cho nhà ông hội đồng lúc 10 tuổi, ở đây cũng đã hơn 35 năm. Dì ấy cũng giống như ông Dương. Không ngờ là bà Liên lại thay đổi đến như vậy. Tuy người ta thường nói về già hay thay đổi tính nết, nhưng bà Liên thì lại khác. Càng ngày càng tham lam ngang ngược, còn mưu mô tính toán hết cái này đến cái kia. Thấy dì Diệu cứ im lặng không nói, cậu hai lúc này mới mở cái hộp trang sức ra cho dì Diệu và cô thấy
những thứ bên trong. Dì Diệu nhìn qua thôi cũng đã biết đây là bộ trang sức hơn 10 cây vàng của bà Liên. Rồi dì Diệu chợt nhớ cậu hai vừa bảo con Bích đi với thằng Gia Đinh đến nhà thầy Đông. Nhưng thường ngày một mình thằng Gia Đinh có thể đi trước thầy Đông được. Vậy là cậu hai không muốn cho con Bích ở lại để nó biết được cái hộp vàng này. Trong đầu của dì Diệu cứ ngờ ngợ, chẳng lẽ nào bà Liên đã đem cái hộp vàng này qua bên phòng của cô sao? Chứ từ sáng đến giờ cô không hề bước chân rời khỏi nhà trên nửa bước. Nhìn dì Diệu đứng thẳng người lên rồi nhìn vào ánh mắt của cậu hai. Cậu ấy đang rất mong chờ dì Diệu nói hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu hai không thể nào chờ đợi được. Vì lỡ thằng Gia Đinh đưa thầy Đông về thì không thể nào nói chuyện riêng như thế này được. Cậu hai thở mạnh ra một hơi rồi nói: có muốn cô ta bị đổ tiếng oan không? Thưa cậu hai, mợ hai không có làm như vậy đâu. Cô đang không hiểu cậu hai có ý gì, nhưng cô cũng đang thắc mắc cái hộp vàng đó từ đâu ra. Vàng cưới của cô đến bây giờ cô vẫn đeo trên người. Bên cánh tay phải thì lúc nào cũng đeo cái vòng cẩm thạch mà cha đã mua tặng cho cô lúc cô đi lấy chồng. Cô định đứng lên để bước lại chỗ của cậu hai và dì Diệu, nhưng ngay lập tức cậu hai đã nhìn vào ánh mắt của cô rồi nói: chân đau thì ngồi xuống giường đi, đừng đi đâu hết. Nhưng mà tại sao có cái hộp đó ở đây, cho tôi biết đi. Dì Diệu thấy cậu hai cứ nhìn đăm đăm vào cô. Dì Diệu sợ cậu hai nghi ngờ cô là đồ ăn cắp nên đã vội nói: thưa cậu hai, tôi kể hết mọi chuyện cho cậu biết. Tôi thề với trời, chuyện tôi nói là hoàn toàn sự thật. Nói đi, đừng làm mất thời gian. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Minh Anh. Nếu quý vị cảm thấy yêu mến kênh cô Trinh và tác giả Minh Anh thì hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của quý vị dưới phần bình luận quý vị nhé. Còn nếu có vấn đề gì hay là cần góp ý với chúng tôi thì quý vị cũng nên để lại bình luận bên dưới để chúng tôi được biết. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.